Đấy thì mình ra nó cũng ngang ngửa với những cái vị tướng sát thủ đi rừng đấy. Chẳng qua là nó không phải là công vật lý đâu, mà là một lửa công vật lý, một lửa công phép. Nói chung cũng rất là ok nha. Rồi như bây giờ đường top bị ép rồi. Ba thành viên team bạn dưới này Superman này, như mình đấy, thế cả loáng thoáng cả Enro này, thế cả Ngũ Không nữa. Đó, ba thanh niên này ép xuống chắc mình không xuống đẹp đâu. Thế lên trong cái pha như này thì mình nghĩ là anh em nên bỏ trụ đi. Nếu có team mình ấy, khoảng một người đi cùng mình ấy thì mình hãy ra đép trụ, còn không thì thôi bỏ anh ạ. Chứ không thì mình cứ xuống đép trụ xong mình cũng bỏ mạng thì khác thì fit ra team bạn. Để team bạn đẩy trụ thì coi như mình mất cả trụ cả mạng đấy. Rồi thấy bóng dáng Joker lại qua búa xanh này, thế quả này lại phải hạ rồi. Thì nói sơ qua bộ kỹ năng vị tướng Zeal cho nhiều anh em chưa biết ấy, thì mình chỉ nói vắn tắt qua nha. Đó thì về nội tại vị tướng Zeal tên là Bão Táp, thì cái nội tại cho phép là sau khi mỗi lần mình dùng chiêu thức lên người quái rừng này hay là tướng địch thì sẽ khắc một tích ấn, và khi đủ 3 tích ấn ý, và đánh thường một phát thì sẽ gây ra thêm sát thương phép này và hồi lại chiêu 2 cho mình. Thì cái chiêu 2 vị tướng Zeal cũng là một cái chiêu giúp vị tướng Zeal tăng cơ động lên rất nhiều luôn. Rồi ôm Ngộ Không đâu à này. Giỏi đan quái Ngộ Không lại ra fit cho mình mấy mạng này thì ngại quá nhỉ. Rồi ok, thì nói tiếp về chiêu 1 vị tướng Zeal ấy, thì chiêu 1 vị tướng Zeal tên là Phong Đao. Thì cái chiêu này sẽ lướt đến điểm chỉ định này và lướt về thì cái lần khác với những vị tướng khác như kiểu Karisi là cái lần bướm đầu tiên nó bay đến ấy thì sát thương sẽ là nhiều này, còn lần bay về sẽ là ít. Còn vị tướng Zeal thì mình thấy ngược lại, nó cái lần bay đi thì ít mà lần bay về thì mới là nhiều. Nên khi chơi vị tướng Zeal thì mình nghĩ anh em lên tốt nhất nhá, lém cái chiêu 1 ấy, trúng cả 2 lần thì nó sẽ mạnh nhất, và anh em thể tung ngược cái liềm mang sau này nó, rồi áp sát đối phương bằng chiêu 2 rồi bắt đầu bật ulti, rồi đối phương sẽ ăn được cái liềm đi về rất là đau nhá. Rồi team bắt đầu combat rồi, lại xuống ngay giúp nhau thôi. Rồi anh em thấy chưa, lúc mình ulti thì bắt đầu có biểu tượng câm lặng, thì biểu tượng này sẽ giúp đối phương kiểu như là gì nhỉ, không thể đánh được, chỉ đi được thôi. Nó lên có thể giúp mình phá được những cái đòn. Thí dụ nhá, trận này team bạn có Enro này, thì theo lý thuyết mà trong khi Enro đang vận chiêu ấy thì mình có thể phá được bằng những cái đòn câm lặng. Thì lúc Enro bay chiêu cuối thì nếu đúng ra như mình bật ulti là gần như có thể phá được cái ulti của Enro đấy. Mà đấy là trên lý thuyết anh ạ, chứ thực hành thì phải nhanh tay cơ. Tiếp tục về chiêu 2 của vị tướng Zeal thì có tên là Phong Độn. Thì Zeal sẽ nhảy đến điểm chỉ định là gây sát thương và khắc một dấu ấn. Đó, và lên chơi vị tướng Zeal này đi đường farm lính hay farm quái thì mình sẽ combo nhá. Mình sẽ lướt, ví dụ con chim ấy đi. Đó, lướt chiêu 1 vào này, vào cho nó ăn 2 lần, rồi bắt đầu mình bay chiêu 2 ra, rồi bắt đầu lại chém thường lại hồi lại chiêu 2. Đó, những cái combo đấy thì sẽ giúp anh em farm lính rất là nhanh luôn nhá. Và cuối cùng là vài ulti của vị tướng Zeal có tên là Phong Ba, thì Zeal sẽ bám lên người đối phương và gây sát thương liên tục. Đó, và gây kèm cả câm lặng nữa. Đến khi chơi vị tướng Zeal này thì lối combo chuẩn nhất của vị tướng Zeal này thì mình nghĩ là anh em sẽ gì nhỉ? Trước khi giao tranh thì lấy chiêu 1 để rỉa thôi. Đó, nếu mình cảm giác ăn được bắt đầu lao chiêu 2 vào. Và sau khi lao chiêu 2 vào mình hãy kích hoạt thật nhanh chiêu cuối, rồi bắt đầu Zeal sẽ khắc ở lên người tướng địch và gây sát thương xong này. Được chiêu cuối xong mình chém thường một cái lại hồi lại chiêu 2 mình lại rút ra. Đó, thì combo đấy thì rất dễ dàng giao tranh thôi. Cứ vào ăn được AD rồi bắt đầu lại lui ra như một vị thần. Rồi một ulti một chém Joker bay màu luôn. Ở đây gọi Enro này, Ngộ Không này, Superman này. Và từ từ bắt vào thanh niên Superman này đã. Ui không bắt được rồi, nghe này nhanh quá anh ạ. Rồi Superman đi, bỏ lại một mình Enro bơ vơ ở đây thì sao bạn cân được đây. Rồi về đến phút thứ 6 mà 515 này là cũng khá xanh đấy. Rồi thì vài nói về, ui Ngộ Không đâu đây, thanh niên này chạy hộ lại. Vừa mới bỏ mắt ra một phát đã double kill Ngộ Không rồi. Không sai anh ạ. Nói về bằng ngọc của vị tướng Zeal trận này thì mình sẽ dùng cho vị tướng Zeal là ngọc đỏ, mình sẽ dùng công phép và tốc đánh. Đó thì sẽ giúp tứ hóa đòn đánh thưởng vị tướng Zeal để vị tướng Zeal farm đánh nhanh hơn này. Rồi chạy hộ với Joker ấy, mình còn ulti mà, chém thường chiêu 2. Rồi thì nói tiếp về bảng ngọc ấy, thì bảng ngọc tím mình sẽ dùng hút máu này, và cuối cùng về ngọc xanh thì mình sẽ dùng ngọc xuyên giáp. Đó, bảng ngọc đấy thì mình theo mình đánh giá nha, sẽ bảng ngọc mạnh nhất cho vị tướng Zeal này. Hoặc nếu anh em nào có bảng ngọc khác thì sẽ góp ý cho mình dưới phần comment nha. Rồi dừng team bạn không ai, chắc bây giờ vào xin luôn bùa thôi. Không biết Ngộ Không đi đâu nhỉ? À đây thanh niên Ngộ Không kia rồi. Khổ thân Ngộ Không trận này chưa farm tí nào bị cướp hết này. Và về lối trang bị trận này của vị tướng Zeal đi rừng ấy thì mình sẽ lên cho Zeal là cái kiếm Loki rồi. Đó, một cái đồ không thể thiếu những cái vị tướng pháp sư đi rừng. Còn về slot thứ hai anh em thể lên cho mình cái giày kiên cường được, hoặc giày phù thủy, nhưng mà mình nghĩ anh em nên giày phù thủy ấy.
nó sẽ mạnh nhất, nó sẽ combo với xuyên tâm này. Thì nó vào đầu trận thì trung bình mình sẽ có khoảng bao nhiêu giáp nhỉ? À bao nhiêu xuyên giáp nhỉ? Khoảng gần 90 xuyên giáp anh ạ. Đó, mình chỉ tính sấp xỉ thôi nha, chứ không phải là chính xác. Nó lên một cái lượng xuyên giáp đấy anh em có thể bắt vào những sát thủ này hay là pháp sư trong cái giai đoạn đầu trận thì nó cũng khá là dễ. Và đến slot thứ 3 thì anh em hãy lên cho mình là cái trượng bùng lổ. Thì cái trượng này sẽ giúp bị từng riêu ấy, khi mình cấu máu đối phương bằng chiêu 1 ấy, thỉnh thoảng sát thương phép lổ ra nó sẽ rất là thấm. Còn đến slot thứ 4 anh em lên cho mình cái mặt lạ. Đó thì đến cái slot này nha anh em, đừng lên cái gì nhỉ, trượng muốn mang là cái xuyên tâm lạnh vội. Hãy từ từ xem tình hình trận đấu ấy, thì mình cứ lên cái quyền trượng Hera này với cả vương miện hacker đi. Đó, đến khi về lết thì thấy tình hình trận đấu, nghĩa là team bạn nha, nếu mà những vị tướng máu mỏng ấy thì lên xuyên tâm lạnh. Còn lên giáp phép nhiều ấy thì mình lại lên cái gì nhỉ? Rồi, ui rồi, chém xịt một phát lại gần được chiêu 2 này. Đó, lên giáp phép nhiều ấy thì mình lại lên cái gì nhỉ? Trượng hôn mang thôi. Rồi, đúng một combo bây giờ, Joker lên bảng luôn. Rồi, Enro thích chơi bạn ơi. Đó, bây giờ mình cấu mấy phát lại phải biến vài hồi máu thôi. Và khi chơi vị tướng Diêu này thì mình lưu ý anh em nhé. Anh em chơi vị tướng này thì mình nghĩ là trong giao tranh anh em càng chém được cái nhiều lần nội tại vị tướng Diêu ấy thì sát thương sẽ gây ra càng lớn. Thì mình nghĩ là anh em lên cấu bằng chiêu 1 trước này. Đó, chiêu 1 cộng chiêu 2 nhé, thì xe mình sẽ có một cái lần nội tại này. Bắt đầu lại tiếp tục kích hoạt chiêu cuối, lại có thêm một lần nội tại nữa. Và khi kích hoạt chiêu cuối xong ấy thì chiêu 1, chiêu 2 mình lại hồi xong lại tiếp tục. Đó, nói chung là trong một cái combo chuẩn chỉnh ấy thì mình gần như sẽ được 3 lần cái ulti nội tại của Diêu. Rồi, một phát không bay màu à bạn. Rồi, ok, double kill của tôi chạy thôi, cũng không đến rồi. Và như mọi lần thôi anh ạ, nếu cách chơi, cách đánh sẽ lớn các khắc chế vị tướng này, thì vị tướng này một vị tướng sát thương phép ấy. Lên anh em khi chơi AD thì có thể lên những món đồ như kiếm Ukrainer này, cái kiếm màu tím tím anh ạ. Đó thì nó sẽ cho mình 100 công vật lý và 600 máu, và một lực tại rất là hay là sau khi ít máu ấy thì sẽ bắp cho mình một cái lượng giáp phép khá khá. Có thể khắc chế vị tướng Diêu rất là tốt. Nhá, vị tướng Joker ấy, đó khi chơi Joker mà gặp kèo Diêu cứ lên cái đấy là auto khắc chế được đấy. Và anh em thể chơi những con bài như là Arum này hoặc Alistair này, đó, chói vị tướng Diêu này không cho bắt AD ấy, cũng rất là ok nha. Hoặc là khi bị Diêu ulti rồi thì mình cố là đi chung từ 3 người trở lên, đó thì sát thương của vị tướng Diêu sẽ chia đều cho 3 người. Đó, lên nó cũng sẽ đỡ thấm hơn được bao nhiêu, nó kiểu như Murat mấy mùa này ấy. Có Murat mới mua này mình cảm giác nhá, cái ulti của nó nếu đứng đông người gần như là không có sát thương nữa rồi. Nhưng mà trái lại mà nếu solo 1-1 ấy, đó thì Murat lại cực kỳ bá luôn. Tại vì cái chiêu 2 sẽ được bắp lên một cái lượng phá giáp rất là lớn. Đó, tuy là đứng đông người thì ít sát thương mà solo đơn thì lại bá đạo lắm. Rồi, không lan man chủ đề Murat nữa, nói tiếp về chủ đề Diêu. Thì khi anh em chơi bị tướng Diêu này ấy, thì cũng hãy cố nhá, đợi team bạn đi phân tán ra ấy. Đó, để đi lẻ ra thì mình bắt đầu ulti vào, chứ còn ulti ở đám đông ấy, kiểu như là 4 người hay 5 người đang đứng tụm vào ấy, thì gần như anh em ulti xong là chỉ có bỏ mạng ấy đấy thôi, chứ không thể hạ được ai đâu. Nếu mà may mắn thì mình chắc là cũng khắc ấn đủ một người và chạy đấy. Ui, thanh niên Superman này lại chạy thoát lần 2 rồi. Thanh niên này cứ gặp mình phát là bật tốc hành lại chạy mất xác luôn. Rồi anh em tập trung đường mid thắng luôn đi anh em ơi, chứ không để về lết thì đội hình team bạn chẳng là Ngộ Không là cũng hơi lo đấy. Ngộ Không thì mình sợ là mình chưa kịp bunty cũng không có đập cho phát là lên bảng luôn. Rồi, và chắc clip mình đến kết thúc nhanh em. Nếu anh em làm thì hãy cho mình một like này và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo hơn nha. Bye bye.